Xin chào mọi người nha. Đây là nhà thờ thứ 9 nha các bạn ơi. Tối nay nơi đây sẽ diễn ra lễ Noel rất là linh đình luôn các bạn, rất là vui luôn, náo nhiệt luôn. Và chúng ta cùng đi tham quan vòng vòng khu nhà thờ thứ 9 nha các bạn. Vào được đây. Đây là cảnh quan bên ngoài của nhà thờ nha các bạn. Đây là Đức Mẹ. Đức Mẹ đang ẵm Chúa Giêsu. Ẵm Chúa Giêsu. Đây là những tiểu cảnh. Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Quá đẹp, cảnh quá đẹp.
bốn con rồng, bốn con rồng rất là trang nghiêm. Này mình quay là lúc 4 giờ chiều các bạn. Giờ này thì chưa có ai là dự lễ hết. Thì khoảng tối nay, khoảng tối nay nơi đây sẽ là một nơi rất là sôi động các bạn. Mọi người đã tập trung về đây. Đây là nhà thờ thứ 9 ở huyện An Minh. Tối nay là nơi đây sẽ diễn ra một đêm lễ Noel rất là sôi động, rất là náo nhiệt. Mình đi giờ này là 4 giờ chiều. Giờ này thì chưa có ai lại đông hết. Đây là bên trong nhà thờ nha các bạn. Ở bên trong chánh điện không cho vô quay phim chụp hình các bạn ơi, ra mình chỉ được đứng ở ngoài quay vô thôi và quay khung cảnh cảnh quan bên ngoài thôi nha các bạn, chứ không có cho người ta, không cho vô trong chánh điện để mình quay, mình quay ở ngoài cho các bạn xem thôi ha. Đó là nhà thờ, có trồng vườn rau nữa các bạn. Để mình đi một vòng bên ngoài nhà thờ nha các bạn. Đây là phía sau nhà thờ này các bạn. Đây là phía sau nhà thờ. Đứng ở đây mình nhìn ra xa làm thấy nghĩa trang nhà thờ thứ 9 nha các bạn. Và đường Xuyên Á cũng nằm ở phía sau đó. Đi vòng ra phía trước. Cổng mình đây bị khóa, mình phải quay trở lại thôi các bạn ạ. Mình phải quay trở lại.
phải quay trở lại mới ra được. Giờ này ít người ha, giờ này chưa có ai hết ha. Chắc khoảng 6 giờ chắc đông dữ lắm à. À, tính vô trong quay mà đâm cho vô. Tối này đẹp, tối này chắc đẹp, bắt đèn chớp đồ lên đẹp. Ở trong đâu có gì đâu, ghế ngồi luôn rồi, với cái tấm hình rồi. Không mua được gì hết.